chốt phương án đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 4 tỉnh lân cận. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh cho người lao động di chuyển liên tỉnh theo đoàn hoặc xe cá nhân. Riêng Đồng Nai chưa cho phép xe cá nhân lưu thông. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn chỉnh phương án tổ chức đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai cho người lao động. Trong đó, người dân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh vào các tỉnh bằng xe cá nhân hoặc theo đoàn sẽ có từng phương án cụ thể. Tổ chức vận chuyển bằng xe cá nhân, người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh vào Long An phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực định kỳ 7 ngày một lần. Người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh vào Bình Dương bằng ô tô phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực định kỳ 7 ngày một lần và giấy xác nhận lưu thông người lao động ghi rõ địa điểm cùng đường. Nếu đi bằng mô tô, xe gắn máy, người lao động chỉ được đi lại giữa hai địa phương giáp ranh Thành phố Thủ Đức và Thành phố Thuận An, Dị An. Người ngồi trên xe phải tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực định kỳ 7 ngày một lần và giấy xác nhận lưu thông của người lao động ghi rõ địa điểm cùng đường. Người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh vào Tây Ninh phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 21 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Riêng tỉnh Đồng Nai chưa cho phép xe cá nhân, ô tô, mô tô, xe máy lưu thông ra vào địa bàn. Người đi từ 3 tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh vào Thành phố Hồ Chí Minh bằng ô tô, mô tô, xe gắn máy phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực định kỳ 7 ngày một lần. Tổ chức vận chuyển bằng ô tô, đối tượng vận chuyển là công nhân, chuyên gia do doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn thành phố và ngược lại. Công nhân, chuyên gia phải đảm bảo đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 định kỳ 7 ngày một lần. Các đơn vị xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia thông qua đơn vị đầu mối để đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành nơi cơ sở sản xuất kinh doanh đặt trụ sở để được cấp giấy nhận diện và tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh. Sở Giao thông Vận tải các tỉnh cũng có thể tổng hợp danh sách gửi Sở Giao thông Vận tải thành phố hỗ trợ cấp giấy nhận diện. Đoàn đi từ Thành phố Hồ Chí Minh vào Long An, Đồng Nai, Bình Dương, người trên xe phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày một lần. Đoàn đi từ Thành phố Hồ Chí Minh vào Tây Ninh, người trên xe phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 21 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.